Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì rất vui hôm nay lại lên một clip mới về đàn guitar Nhật đấu giá cho mọi người. Thì lâu lắm rồi em Long Bùi mới về được những cái hàng đấu giá cao cấp giống như là Morix, Yamaha. Thì hiện tại thì em Long Bùi vừa rồi có làm 630 cây cộng với 40 cây sau là 670 cây. Hàng là gọi là hỗ trợ cho mọi người những cái hàng Nhật giá thấp. Thì hiện tại thì hàng Nhật giá thấp em Long Bùi vẫn đang gọi là đang gom cho đủ công về cho mọi người. Còn hiện tại thì sẽ làm những cái hàng đấu giá cao cấp cho mọi người vẫn đang theo dõi cũng như là tin tưởng ủng hộ vào cơ sở sản xuất đàn guitar Long cũng như là tin tưởng vào Long Bùi. Thì đây là 5 cây nhưng mà trong này có một chú ở mình không nhớ là Đồng Nai hay Đồng Nai hay là Bình Thuận thì đã có đăng ký một cây Morix Dub 30 rồi. Tại chú những người mà họ xem clip của mình nhiều, tin tưởng mình, họ dặn trước cho mình đó, thì cũng rất may mắn khi mà vừa Morix Dub 30 về thì mình cũng tiện cho chú một cây Dub 30. Nói chung thì hiện tại thì những cái dòng mà Dub 30, 40, 50 rồi cả hàng cả Dub 100 thì nếu mà hàng nâng cấp của mọi người đó, thì nó được giá nó tốt cho mọi người một tí, nhưng mà nó không có đẹp bằng những cây đấu giá mới về. Tại đấu giá mới về thì mọi người sẽ sở hữu những cây đàn mà nó ít qua tay của người tiêu dùng đó, người ta chơi nhiều hơn thì nó sẽ ok hơn đó. Thì nói chung tiền nào của nấy thôi, thì mọi người cần thì liên hệ với Long Bùi qua số 0987 646639 hoặc là số 0908 646639. Hai số này em Long Bùi đều dùng Zalo hết, nhưng mà hiện tại số Viettel của Long Bùi đang bị đầy kết bạn rồi, cho nên đầy bạn bè cho nên họ không có chấp nhận kết bạn được nữa, cho nên mọi người qua số 0908 646639 của em Long Bùi để kết bạn cho em Long Bùi, đã cần tư vấn cũng như là đặt hàng những cái đàn guitar từ Việt Nam kết thơm cho tới hàng mới cao cấp cho tới những hàng Nhật như thế này ha mọi người. Thì bây giờ em Long Bùi sẽ giới thiệu đến mọi người những cái đàn Nhật cao cấp ha. Đầu tiên thì Long Bùi sẽ giới thiệu cho mọi người đây là cây Dub 100 ha. Dub 100 đây mọi người, đây là cây Morix Dub 100 nha. Dub 100 đây. Đây là cây rất xuất sắc, Morix Dub 100. Cây Morix Dub 100 này action cực kỳ đẹp nha mọi người, action cực kỳ đẹp luôn. Đây, action cực kỳ đẹp. Đó, action gọi là xuất sắc. Đây, đây là bộ gỗ, là Long Bùi sẽ quay sát lại cho mọi người xem nhé. Đây, bộ gỗ của cây Morix Dub 100. Dòng Yaranka, gỗ dòng gỗ cao cấp. Đây, đây là cái hồng. Chị. Đây là tem của Morix Dub 100. Thật sự đây, cây này Morix Dub 100 cây này rất lâu rồi nhưng mà nó chỉ có ở phòng mặt người ta chơi, nó bị cắn nhẹ ở đây một tí thôi, cắn nhẹ ở đây một tí thôi. Đó, còn lại là hoàn hảo trên cây này nha. Hoàn hảo trên cây này. Đây là bộ khóa của Morix Dub 100 ha mọi người. Đó. Bộ khóa rất đẹp luôn ha. Đây cho mọi người xem bộ khóa. Đó. Một cây Morix Dub 100 duy nhất action. Action cực kỳ xuất sắc nha mọi người. Đây là hàng đấu giá tuyển chọn cực kỳ là rất cao luôn. Mình hiện tại thì mình làm những cái đàn này cần gần như là tuyệt đối. Mình làm những cái đàn đấu giá như thế này á, là cực kỳ là xuất sắc nha mọi người. Nên mình chỉ tuyển lựa ra những cây cao cấp đẹp, xuất sắc và cần và thùng và mọi thứ trên cây đàn đó, thì mình làm cho mọi người. Còn anh em mà thích hàng thấp thì cứ liên hệ với Long Bùi và số Zalo và nói về tầm giá để em Long Bùi sẽ tư vấn và chọn cho mọi người những cái đàn, ví dụ như là Dub 100 mà nó xấu hơn, ví dụ tầm khoảng 25-26 triệu
thì 22 triệu thì vẫn có cho mọi người nha, nhưng mà cái đó phải xăng lúc nào có thì mình sẽ đưa về Việt Nam cho mọi người. Còn ví dụ những cây đẹp như thế này, đẹp như thế này, dòng gỗ quý như thế này, dòng gỗ Granica quý như thế này thì hiện tại cực kỳ là hiếm trên thị trường luôn, cực kỳ là hiếm luôn ha mọi người. Đứt 100 không chỉ ở Việt Nam mình mua đâu mà ở tất cả các nước trên thế giới họ đều săn những cái hàng này để họ chơi á, cho nên cũng là giá cực kỳ cao á. Đứt 100 hiện tại thì với cái giá là 31 triệu cho cây số 1 nha, 31 triệu cho cây số 1. Mình sẽ đánh luôn dấu ở đây cho mọi người nha, cây số 1 với giá là 31 triệu. Ai, hồi nãy cầm cây viết đi xuống dưới làm rồi. Còn đã cái viết nào trên này không? Đây. Mình sẽ ghi ở trên này luôn. Cây số 1. Anh em muốn nâng cấp từ năm đứt 50 đứt 40 lên, nếu mà nâng cấp tốt cho Long Mùi vẫn hỗ trợ nâng cấp cho mọi người. Đỡ cho những cây sâu, cho những người chưa có điều kiện chơi mô đích đứt 100 thì có thể sở hữu cây đất 100 ha mọi người ha. Đó. Rồi, người sẽ đỡ riêng đây. Hiện tại thì được những người bác, người chú, người anh, người chị ủng hộ rất nhiều nên Long Mùi rất vui luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hoạt động gần như là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 2 giờ đến 6 giờ. Từ 2 giờ đến 6 giờ và từ ở những lúc mà mình tắm rửa mình ăn cơm. Mấy hôm nay mình chưa tập thể dục được luôn mà mình còn hoạt động cho mọi người trong dịp hè này, chưa bỏ hết một tháng nghiêm này rồi. Khoảng hết một tháng nghiêm rồi. Bây giờ hiện tại cũng là 7-8 giờ, có khi đến 9 giờ mình chỉ nghỉ lên tí thôi. Đây là cây Moritz đứt 80. Đứt 80 ha mọi người. Đứt 80. Cực kỳ xúc sắc. Xúc sắc, cái này rất xúc sắc. Bộ lưng đất 80 xúc sắc. Mặt tốt, cực kỳ xúc sắc luôn. Những cây mà đã qua sử dụng về 5 tháng xúc sắc lắm. Cực kỳ xúc sắc ha mọi người. Mọi người nếu mà bị phản ánh sáng á, mọi người thông cảm cho Long Bùi một tí nha. Thông cảm cho Long Bùi một tí, Long Bùi sẽ đầu tư một cái đèn quay. Mình đang đặt hàng để cho nó không bị chói. Đứt 80 xuất sắc, cái đèn xuất sắc. Những cái đèn tiễn của chọn bên mình là cực kỳ xuất sắc luôn ha. Cực kỳ xuất sắc. Đứt 80 với giá là 25 triệu action cực kỳ đẹp luôn, còn gần như tuyệt đối những cái này Long Mùi ngắm cần chứ gần như là những cây tuyệt đối luôn ha mọi người. Đứt 80 đây, nhìn đây cho mọi người xem ha, đây là tem của Moritz đứt 80 bộ khó. Nói chung là mọi thứ là rất là tuyệt vời cho nên mọi người yên tâm nha, yên tâm đây bộ khó. Còn Long Mùi đã setup vào thì Long Mùi sẽ thay cho mọi người dây enser hết. Cây số 2, Moritz đất 80. Có những người anh đang dặn mình Moritz đất 40 rồi, nhưng mà hiện tại thì chưa có. Cứ về cây nào mình sẽ quay cho mọi người, cái đó ai nhanh tay thì sẽ hiểu được cái này chất lượng của mình ha. Đây là cây Moritz đất 50. Đây hiện tại thì anh em đang hỏi mình dòng đất 50 tầm 10-11 triệu, nhưng mà đây là một cây xuất sắc bên mình là đất 50 với giá là 12 triệu nha. 12 triệu. Với những cây này là thời trước mình đấu về mình làm cách đây khoảng 1-2 năm là tới 15 triệu cây đất 50 như thế này. Đợt này thì có 12 triệu thôi, nhưng mà cây này rất xuất sắc nha mọi người. Đó cho là những cái hàng tuyển chọn bên mình. Moritz đất 50. Đất 50. Rất đẹp. Chỉ có 1-2 dấu của 5 tháng thôi, 1-2 dấu của 5 tháng như dấu sâm kim nhỏ thôi.
không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà cực kỳ là xuất sắc và action. Ba action là cực kỳ cần, là tuyệt đối cần, là thẳng tuyệt đối luôn, xuất sắc. Moritz đúp 50 bộ gỗ mặt đẹp lắm. Nói chung những cái này là quá tuyệt vời rồi. Những chú nào đang nâng cấp đàn của bên mình á thì cứ liên hệ với Long Mùi qua số 0987646639, 0908646639 ha. Những cái đàn mà của đúp 50 đây là sản xuất từ năm 74-75 tới giờ, mà những cái đàn mà còn rất là đẹp ha mọi người ha. Anh em tay đỡ đăng ký là sở hữu nha, sở hữu nha, đúp 50 cây số 3 với giá là 12 triệu ha. Cứ nâng cấp thoải mái, Long Mùi cho mọi người nâng cấp thoải mái, cho nên anh em cứ liên hệ với Long Mùi, cứ liên hệ với Long Mùi đỡ nâng cấp nha. Những cây đàn Nhật này hiện tại Long Mùi về chỉ có 500.000 một cây thôi, 500.000 một cây thôi, Long Mùi về làm cho mọi người chỉ có 500.000 một cây thôi, cho nên Long Mùi sẽ cố gắng sẽ bỏ ra hoặc là cố gắng bỏ ra thật nhiều tiền để đưa những cây đàn Nhật về giống như những cái năm trước, tại vì Long Mùi rất ngán làm. Hiện tại thì vừa làm hàng Nhật mà làm vừa làm hàng Nhật như những cái năm trước đó, làm nó ra vào hàng đấu giá, nó ra hàng đấu giá, hàng bãi ra hàng bãi. Hiện tại thì hàng bãi và hàng đấu giá thì như một như nhau thôi. Ở tất cả các những cái shop khác họ lên toàn là họ nói toàn hàng đấu giá, cho nên mình ví dụ như đúp 30 mà đẹp 6 triệu. Bây giờ đúp 30 có 4.5 triệu, mình về mình làm không nổi, mình làm thật sự mình làm không nổi mọi người đó, cho nên mình hạn chế làm cái hàng Nhật lại một tí và cứ thoải mái thì Long Mùi cũng sẽ làm thật nhiều hàng cho mọi người, có tùy cái tầm giá đều có hết đó, từ dòng thấp đến dòng cao, 30, 40, 50, 80, 160, 170, 120 đó, còn lên những dòng khác thì có Matsuka đó, cây số 3. Đây là cây số 4 ha, mình làm theo thứ tự để cho mọi người khỏi phải bỏ thời gian. Đây là cây Yamaha C300, cũng cực kỳ là very good luôn. Lâu lâu mình cũng mới về được những cây như thế này, Yamaha C300. Có zin của Yamaha. Action cần rồi là rất là tuyệt vời nha. Cần rất đẹp nha mọi người. Cần rất đẹp luôn. Cần rất thẳng nha, thẳng đuôn luôn. Đó là những cái hàng tiện chọn. Rất là đã luôn ha. Đây cho mọi người xem cái mặt cây này rất đẹp nè, xuất sắc quá. C300 Yamaha, C300 cực kỳ xuất sắc. C300. Đây là bộ lưng. Không, wow, cây này đẹp quá. Đây, trong cây lá xích này là đẹp. Có. C300, cây này là 7 triệu nhưng mà mình sẽ đỡ trong video đầu cho về cho mọi người là 6.500 cho mọi người dễ dàng sử dụng cây Yamaha C300 này, một cây duy nhất Yamaha C300 này mọi người. Lá xích hiện tại phải đẹp vừa cần, nó mùi mới mua, đẹp vừa cần. Đây là cây số 4, một cây dây ni lông 6.500. Mấy cái Yamaha này mọi người mua cái hộp sợi carbon mọi người đừng vào, nó còn đẹp lắm. Sợi carbon 5.5 triệu, mua hộp cũ thì 3.5 triệu. Đừng vào, nó chất lượng lắm mọi người. Còn mỗi dụng hộp đi zin đi theo thì đó là hộp mỏng thôi. Như đây là cây đất 30 này, mình làm cho chú ở Đồng Nai hay là Bình Thuận mình quên rồi. Đây, đất 30, mình gắn chú gắn equipment, dây đeo, mọi thứ. À, đây mình cũng gọi điện cho mình đỡ mình tiện lựa thôi chứ cũng chưa thấy đạt. Chú nói Long Mùi cứ tiện cho chú đỡ làm cho chú thì mình làm một cái đúp 30 giá chỉ có 5 triệu thôi. Cây này là 5.5 triệu nhưng mà còn giảm cho chú 500.000 cùng với EV Fitman 2 triệu là chạy. Cây này là 7 triệu cùng với tặng dây đeo ship 100, 7.100. Đây một cái đúp 30 chú ha. Ha, xuất sắc không? Chỉ có nhận Long Mùi thôi, rồi Long Mùi đấu đưa về cho một cây đan xuất sắc. Xuất sắc không chỉ về ngoại hình
không chỉ về ngoại hình đâu, không chỉ về ngoại hình nha, mà về chất lượng cầu nó quan trọng. Ba reaction này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng cho người chơi đàn. Và chúng nói chú cũng lớn tuổi rồi, mắt hơi kém cho nên là mùi mọi thứ là đều nhờ vào lông mùi hết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng nói chỉ đơn giản dựa vào lông mùi, dựa vào người thợ, người kỹ thuật cũng như là người chủ như lông mùi. Hiện tại tất cả các mặt hàng mọi người mua đều qua tay lông mùi canh chỉnh hết. Lông mùi sẽ không giao cho thợ, thợ sẽ là người đảm nhiệm cái khâu của những cái hàng thường cũng như là những cái hàng mà khâu sỉ riêng, còn riêng lông mùi sẽ đảm nhận trong những cái năm này thì lông mùi sẽ đảm nhận hết tất cả các khâu cho mọi người ha, khâu về canh chỉnh kỹ thuật đồ hết, mọi khâu hết cho mọi người luôn đó. Đây mình cũng bán ốc dây đeo riêng, một cái ốc dây đeo, một cái đồ gắm riêng đúc 30. Cái này như mình đã nói là cái này với giá là 5.500.000 đến dòng này thì gọi là cực kỳ xuất sắc rồi, 5.500.000, nhưng mà mình vẫn làm cho chú 5.000.000 thôi, 5.000.000 một tay. Erwin Fitment 301 chính hãng khác. Đó và với Erwin Fitment luôn hả mọi người. Anh em mà thích đất 30 đẹp cứ nhắn tin cho Long Mùi ha. Hiện tại Long Mùi đang qua đất 30 này cực kỳ nhiều luôn. Long Mùi sẽ gom trong cái đợt này có bao nhiêu đất 30 Long Mùi sẽ lấy hết về để cho mọi người, hàng đẹp là Long Mùi đưa về hết cho mọi người đó. Thì hôm trước là có những cây của những người anh cũng nâng cấp mình cái UV Fitman 201 MVM2, thì đây là Moritz đất 30 dáng UV Fitman 301 ha mọi người đó. Thì clip của Long Mùi lúc nào cũng đơn giản như vậy thôi, để cho mọi người tin yêu mình, để cho mọi người yêu mới mình cũng như tin tưởng vào cơ sở sản xuất đàn Vitalong, tin tưởng vào người chủ, người thợ, người kỹ thuật như Long Mùi đã hướng đến cho mọi người. Tùy giá tiền mọi người bỏ ra, mọi người có thể sở hữu được những cái đàn nó chất lượng ha mọi người. Trong cái tầm giá ví dụ 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, nhưng mà mọi người phải ôm cái đàn lên, mọi người phải chơi được nó trên cái đàn, ở trên vừa dàn cầu, dàn phím, mọi thứ canh chỉnh, mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể cho mọi người ha. Rồi em Long Mùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Ai chọn cây nào thì ví dụ cây số 1 chuyển khoản ví dụ 31.000.000 chuyển khoản cộng thêm 100.000 tiền ship chuyển khoản, xong Long Mùi mới ship hàng cho mọi người ha, ship hàng cho mọi người. Cái ví dụ như cây này cũng vậy, ví dụ những người lớn tuổi gọi điện cho Long Mùi chỉ cần nói đơn giản là Long Mùi đã đóng gói gửi hàng đó, set up hết ngày mai bắt đầu đóng gói gửi hàng là mọi người nhận thôi. Em Long Mùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Mùi.